trọng và kính mến. Có thể nói rằng một chút nắng và một chút gió, một chút hương vị của tình yêu là tha chân tờ thể các bạn quý vị khách quý trở về trung tâm bữa tiệc mừng đến tạ ơn của bố Quảng Văn Sinh và mẹ Lào Thị Sương trong buổi trưa ngày hôm nay. Những tình cảm, niềm vui và niềm tự hào lớn lao nhất của tờ thể các bạn quý vị khách quý chúng ta đã dành tặng cho đại gia đình hạnh phúc của ông bà và hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức cũng xin được đỡ đời cho đại gia đình, cũng xin được ủy quyền thay gia đình và xin được đón trọng kính mời con rể Lò Văn Tiến và con gái Quảng Thị Lan khẩn trương trở về sân khấu để ra mắt cũng như lời cảm ơn xin được đón trọng và kính mời. Vâng ạ, kính thưa tập thể quý vị trân trọng và kính mến, như vậy đại gia đình hạnh phúc của ông bà, ông Lò Văn Sinh và bà Lò Thị Sương, con rể Lò Văn Tiến và con gái Quảng Thị Lan đã có mặt đông đủ tại sân khấu ngay lúc này đây. Một lần nữa rất mong tập thể các bạn quý vị khách quý chúng ta hãy mở một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất được không quý vị ơi. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tràng pháo tay của tập thể các bạn quý vị khách quý chúng ta đã dành tặng cho đại gia đình hạnh phúc của ông bà và hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức cũng xin được đỡ đời cho bố Quảng Văn Sinh và mẹ Lò Thị Sương, con rể Lò Văn Tiến và con gái Quảng Thị Lan trong buổi trưa ngày hôm nay, cũng xin được ủy quyền thay đại gia đình cũng có đôi đời cảm ơn sâu sắc nhất đến tập thể các bạn quý khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay đúng ngày lành tháng tốt, ngày mùng 10 tháng 11 năm 2024 và tức ngày mùng 10 tháng 10 năm Giáp Thìn, bữa tiệc được tổ chức tại gia đình của bố Quảng Văn Sinh và mẹ Lò Thị Sương tại bản Giao 2, xã Hòa Thành, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức mừng lễ tạ ơn cho bố mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay. Giờ vàng ngọc, giây phút kim cương đã đến, mừng lễ tạ ơn của bố Lò Văn Sinh, mẹ Lò Thị Sương, con rể Lò Văn Tiến và con gái Quảng Thị Lan xin phép được chính thức tiên tổ bắt đầu. Trong buổi trưa ngày hôm nay và ban tổ chức cũng xin được kính chúc ông bà sức khỏe dồi dào và luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của các con các cháu và chúc cho hai em Lò Văn Tiến và em Quảng Thị Lan luôn gặp nhiều may mắn và luôn thành công. Và cảm ơn những tình cảm hai em đã dành tặng cho bố mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin được cảm ơn sâu sắc nhất đến tập thể quý ông quý bà các bác anh chị chúng ta đã mất chút thời gian và ngọc thì giờ quý báu của mình để cùng nhau trở về với bữa cơm thơm thân mật đầy ý nghĩa, đầy niềm vui và đầy tiếng cười trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được kính chúc tập thể các bạn quý vị khách quý, quý ông quý bà, quý cha quý mẹ, quý bạn bè, quý đồng nghiệp chúng ta sức khỏe dồi dào, dùng bữa cơm thân mật vui vẻ, ngon miệng, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Ơ xin thổi ải em à nọc bò mè bạn khuẩn ơi, làm lắp ở chữ MC huân núi giữa bản chiếc rồng xá thành yên. Rất là vinh dự sắc bón ải em cánh bà phổ miên sầm nồng mới mất dệt bản quần pha. Bản đó khẩu bức chữ mò chữ nghe MC cứ vực kiểu bà thổi. Còn chữ tô là đất sở chiếc đông đội trường phù trà đề, chiếc đông bí thử phù trà quàng, chiếc bò lạ nàng phành, chiếc mè em bánh nàng hét thành sàng, chiếc ải cánh nồng nàng hét chìn kè. Ơ nhau chào họ làm sắc bón ải khoác bản sình cánh bà em sườn cứ để kiếm tó bàn tó khuôn có bao nhiêu phóng đàn nè có bao nhiêu khè đàn hay phải hoi có bao trăm phải nằm có bao khốn bồn nông trắng nà bồn phà trắng đớm bồn phà đớm bồn đương đớm chè phè khùng sáng xin lầy đồ nòi ỏi hạc văn phanh rú xí bờn cầu rú cầu bờn tềm xí bờn trắng áp mẹ kìm khẩu cầu bờn trắng áp mẹ kìm nôm ớt phò trang điện trắng sùng mẹ trang trùng trắng nhớ trắng nhớ phiếc đông trắng sùng phiếc phà trắng lại mà phiếc phò phiếc mẹ hà hơn sắp bắn nòng chay lo bản tiến cho bà sửa phước hòa lốc phà sửa phạt bá lốc này cho mà đồ mền kén quăm nòng quang thì làn thế bị cài hài con của bà mở nàng tán tủ tán chu cái nhà bà bờn hài dòng xoài tà cho nét chèn kiều cho nên đó lại quan chủ chẳng cứ sớ ảo lại quan báo cánh sào chẳng cứ sự em hà ai còn cho ông điện sầu chẳng ảo diện đồ thế bị cài hài con ơi sao món cú món già cả chẳng bà nàng liễu liều siêu nòi chứ hạ phủ tắc năm sớ xi má phá đùa sớ khuẩn mò nàng gió giỏ ta khách quăng cày báo mi cho mắt heo khẻ
họ chào đúng chào tà lúc tà cả chẳng cả vùng sống khá sắc bón đủ tàu và thiệt hết để giàu và thiệt tàu thiệt chi chắc bà sắc bón ý ý quan tỷ làn pì bất khổng lòng bất viết hẳn cả bà mà ứ quan chết lãng chẳng bà khẩu tổm bất tàng đánh khẩu cành bất tàng ngay đô cười bất điện bò tà mẹ nai hàn thầu khẩu bền nừng chết nừng trường bền khá chết khá cho nên chẳng kia cả vùng sống khá và thiệt chú phú chú xa cả bà mà ứ nam si mà đi sắc bón của mẹ thường nòng giật kém đầy bày mi mưa sai kém ma nước xếp vào bằng hoàn chắc chấm đầy nước phát ăn bằng hồi chắc chấm đầy nước nồi ăn bằng xếp bằng sau các bà mở chắc bà này kinh khẩu đầu các bà rút xịa thú ải em ăn học qua mẹ bàn thuộc ơi này rú đầu các bà rút xịa cùng cánh ơn mẹ em tánh cảnh chắc năng đành bà rút xịa cùng bò phanh cảnh nhớ cùng ải điện cửa phố lán hỏa mò cùng em cảnh sáng năm đi lầy hoài bó trắng sắc nà dệt dườn khổ khó mi bằng ớt sáng bón mà nì của mẹ trong lòng chắc chấm đầy bày mi mưa sai chấm ma mưa quả hà đầy chẳng mi đầu mùi chuồng mới để khả năng tóc khẻ là sắc bón ải bón êm bên chảo sửa chảo quần cho chiếc này giòn hảo giòn hẳn cho đi cà này mướt là cho đẩy mảm gà đi mướt lừa sợ chúc hả ải êm thảo ké mặn dân diệt kiến phá tai mà cường hở xuống núi chung tàu mới tăng sảng hình kinh phường đề nơ thứ sóng má mở sợ chúc hả có mía dòng nòng hảo khăn mặn dân cái này mắt đi đầy cày mắt đi bền hùng sắc bầu sờ sắc nhọt thứ xà má mở sợ lại chúc nhau ải ấy cả nọc và mè bàn quảng hậu xếp phỉ bơ mi đùa nào sao bơ mi đùa sầy hùng sắc bằng sở sắc nhọn dây đàn diệt con xì mi hảo mi con ta con tàn hảo khăn bằng dân dân nói đừng sao phì mới được đang hảo khăn này em nào ơi. Vâng, xin được cảm ơn những chàng pháo tay của tập thể các quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, hai con đã không quên công ơn nuôi nấng dưỡng dục của bố mẹ và cũng có mâm cối rượu hồng để đến tạ ơn bố mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hôm nay con rể và con gái, con rể Lò Bằng Tiến và con gái Quảng Thị Lan cũng có món quà để dành dụ lẫn dành tặng cho bố mẹ và chúc cho bố mẹ sức khỏe dồi dào, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của các con các cháu. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời em Lan. Vâng ạ, món quà rất là ý nghĩa thân thương của người con rể đã dành tặng cho bố mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất mong tất cả quý vị ơi, chúng ta hãy nở một tràng pháo tay nữa được không ạ quý vị ơi. Vâng ạ, xin được cảm ơn. Sau đây cảm ơn món quà của biên sòng nòng nọ, ớt sò chúc hở sòng nòng, hạt cà tàu phồm lành, bánh cà tàu phồm lớn, mi tứ mở như nâng chai nâng bánh ớt sòng nòng ơi. Vâng ạ, tiếp theo bố mẹ cũng có món quà để dành tặng cho hai con. Trong buổi trưa ngày hôm nay xin được long trọng và kính mời mất đồ khám hải ấy bó ngơn đúng mắt. Vâng ạ, xin được trọng kính mời bố mẹ sẽ dành món quà để tặng cho hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Hạt đủ đầu cỏ chiếc với trường phanh cả bà mở phanh đủ đầu cỏ chiếc với trường pha trường mày đó giàn tò mắt đường pha quan sườn giàn tò mắt sầu mày là hạt đồ chiếc sò sạ pha sỏi phép phù phát thèn căm nghiêng điều mà là xót mới đủ là mẹ em ơi nghiêng sư mà là xót khèn bất chừng mày là khải đủ sang hán khải quay bất chừng mà là khá đủ mẹ em tanh mất lửa sang hán khải mà các bà mở khàn phèn mày hốt mất xuống phèn chìa khàn phèn mày hìa xuống mi bằng khàn phèn con nhinh xuống phèn bờ tè na sum ơi sang bón em với trường đành sành hùng chúc nhau hỏi sang bón đủ bà ở đồ nhanh cánh đồ cười cái bà sỏ làn các bà mở hảo khăn mặn dân hảo xúc đồ xúc tàu mới tăng sàng hình kinh phường để nơ ải em ơi ải bên ải. Và tiếp theo món quà của gia đình bác Tuấn Thảo và gia đình chú Xuân Lai có món quà để dành tặng cho em của mình và cho anh chị của mình. Xin trọng kính mời. Xin trọng kính mời món quà của bác Tuấn Thảo và chú Xuân Lai. Vâng ạ, món quà thay bằng bó tiền đúng không ạ quý vị ơi, để dành tặng cho anh chị của mình ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn món quà của bác và chú Xuân Lai trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy nở một tràng pháo tay để cho đại gia đình hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ quý vị ơi. Vâng ạ, xin được cảm ơn. Sớm mới là món quà, xin chào kính mời món quà rất là ý nghĩa thân thương của bác Phương Trang đã dành tặng cho hai em của mình. Và xin chào kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
món quà để dành tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào kính mời Thảo Khăn Bản Dương Nơ, Ít Bảo, Em Ít Trường Đành Sành Ngung, Ước Thả Bồng Sống Phá, Hà Sắc Bắn Nông Nung, Phật Thế Đưa Tiền Đạo, Phật Thế Tàu Thế Chi, Hỏi Xung Nông Xung Đông Mới Tăng Sản Hình Kinh Phương Đền Ơ. Vâng, em tiếp tục ạ. Vâng ạ, xin chào kính mời món quà của em, gái rất là xinh. Em là con mèo chuẩn bị khái đầu khái bay về đây nữa. Nắng nói chưa đông hôm mà thổi xong bọn chân sửa hải yên cánh bà phổ miết sầu nọ mít chém đầu nắng sầu các bờ này. Em là con mèo bản phường hâu các bà màu nọ. Vâng ạ, xin được cảm ơn món quà rất là ý nghĩa thân thương nhất của em đã dành tặng cho gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cảm ơn những món quà của anh chị và cảm ơn món quà của bố mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được đón chào kính mời gia đình của chúng ta hãy mang chén rượu trở về sân khấu đi ạ. Để cùng nhau chúc mừng cho đại gia đình của ông bà và hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Ai em mà nó qua mẹ không khái đầu khái bay nữa. Vâng, xin chào kính mời gia đình quý vị chúng ta hãy rót đi rượu của mình đây đi ạ. Ai em mà nó ơi, khái đầu khái bay nữa, hẹn coi coi cho men bánh cả này nữa. Vâng, xin chào kính mời tất cả quý vị, quý ông, quý bà, quý cha, quý mẹ, các bác anh chị. Chúng ta đã mất chút thời gian và để cùng nhau trở về với đồng hâm thân mật trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hô thật to được không quý vị ơi? Để không khí sôi động hơn được không ạ? Vâng ạ, anh chị em ơi! Một, hai, ba! Hai, ba! Uống! Hai, ba! Bạn và hai ba chúc mừng cho ông bà và hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chúc ai nọ thảo ké mặn dân hỏi xung đồ xung tàu mấy tang sản hình kinh phân. Chúc ai ý chúc ai ở phòng miên nọ hảo khăn mặn dân nọ ớ tấm nhanh nàng trai nàng mới nọ hảo mà na khăn chăn mấy nọ. Và ngài xin được cảm ơn gia đình hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn gia đình hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Áo đó ai em nào ơi, bay đảo thứ sóng đó. Nhát thì em sẽ đảo đó ai em nào ơi. Nhát thảo sẽ ăn lì ăn chân đó. Hành khoai khoai bên trắng men bánh cả đại em nào ơi. Vâng, xin được cảm ơn gia đình hạnh phúc của ông bà và hai em và hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được kính chúc cho ông bà sức khỏe dồi dào. We'll be right back.
say ngân sầu trường tình ngã nghiêng trời.